tình bao chỗ tình tâm an nghỉ tại vô lượng ba đạo tràng vận nãi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật là sắc cỏ cáo uống hồn cáo hạ những
nhà tư dư mục chúa giảng văn thành giáo pháp hòa tốc phượng hài hài bất na đắc quần một nhiều giam chấp viễn cận hình nhà trong chúng nhân dục mong giải thoát từ đời định cao mục mà quan chúa giả chư phương nội ngoại thành viên quỷ lý sứ mưu đầu y lại chi tất cùng ngưỡng nghe nam mô bồ đông phương thế giới a nam mô phật nam mô bồ đông phương thế giới phạm phương phật nam mô thế giới tây phương thế giới vô lượng thọ phật nam mô bắc phương thế giới bất thông thành tiểu phật và nam mô bồ thượng á trung phương thế giới tỷ ngư xá na phật cùng di đông phương phong đôi kỳ nhờ ngộ có chú xá nam phương hỏa xa đi nhờ ngộ có chú xá tây phương đạo sơn địa ngục chúa giả bắc phương hàn băng địa ngục chúa giả đường trung chi đế địa ngục chúa giả ngũ lộ chư phương địa ngục chúa giả sắc hạ u quan giả tòa từ lạc ý sắc đặc phong ninh chính năng công ý đồ an của quý năng công ý tài thức thứ vụ quý năng công ý khả là đa năng công quý triệt hộ Maria trần quý nương quý thị nái đô minh nhập của quý đa minh quý năng công quý việt thị đa minh quý năng công quý thị đa Maria của quý nương quý thị rịch Maria của quý nương quý thị hoạt vẻ đa minh của quý năng công quý đa thất quý đa minh của quý năng công quý thích quý đa minh của quý năng công quý thần đa minh của quý năng công quý tiện mà đa minh của năng công quý chính đa minh hoa nam đồng sắc phi đà minh vũ phi nam đồng thủy nam nước đà minh vũ phi nam đồng huyền nhà đà minh vũ phi nam đồng anh anh đà minh vũ phi nam đồng thủy nhạc đà maria vũ phi đường huy thị nhà maria vũ phi đường huy điều chân đà minh trần đà minh du xe với phi nam đồng huy đứng nhà trần đình nhà maria đình phi đường huy thị nam trần đình du xe với phi nam đồng huy ban là trần đình du xe với phi nam đồng huy ngữ trần an ninh du xe phụ quý năng công quý cửa cửa du xe phụ quý năng công quý bốn ma đi a phụ quả quý nương quý thị nều trần an ninh thạch nhà quý nương quý thị thám nguyên quán tịnh nhà trà vinh nguyện nâng hà diễn nó châu xã hữu nạp tóc nó gà sai nguyên mạnh nhà sinh đưa dốc tốc niên thụ sinh hưởng phần ninh hà thanh dân 20 năm tuổi đại hà thu năm mậu tất tháng bảy ngày mùng 4 bức giờ thân mạnh chung bằng linh du xe vẫn quý năng công quý nhân chú màng con bé ông bồ tát địa tạng phương bồ tát địa tạng phương bồ tát chủ trì kim tích tượng trấn cao địa ngục chi môn thượng thượng minh châu đi giới minh giáo chủ địa tạng phương bồ tát phá địa ngục chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng,
chân linh đệ tử đồng gia yếu lễ chủ nhất nhất kề tay họ khi đò bành bá tạng lục phương chú là hà phúc cùng tử ba thương yêu từ thiệt từ thương mong các tăng thế văn ra tiêu thù chấp chối đằng đằng các
vị thân linh hương hồn linh ơi. Có sống con hát tiếng về đây mà lắng tai nghe các thầy đọc đi điều này là điều thứ nhất nên thưa thầy điều thứ nhất mình xếp tuổi trước ở trên đời thường có đọc ta của mình giữ cho ăn của mình châu báu cũng toa của mình nhà quang vương quạt khởi công mới theo trung thanh tịnh quang công đầu nhập tỷ nữ phát tinh nhớ thiên vạn vật giai công sát thần phong diệt tham nghiệp tiêu công án an tất bà kim liên kim liên kim liên kim thời kim đối đàn liên tỉnh phát thủ tây nhau đây kéo phát đầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng lo thanh tịnh quang không đầu nhập nhị nữ phật tịnh nhất thiết vạn vật giai không vi trần thiên hóa nghiệp tiêu không ác ác tất bà kim
tiên kim nguyện kim nhật kim hoài kim đối đặt tiền thầy phát chủ tay đào tay gạo phát đa Thank you.
bè phan hơn đời người. Hai con kinh xe giúp người ta tìm về giao hoa, cũng nhờ đèn vật nào qua bao giờ soi tỏ trong đường u về. Trong cơn trí tuệ hỏi nhập vô si đặng ngộ thần đã quy xa núi mong từ dày hết độ toàn ra. Nam mô Di Đà Ma Ha Phật, đồng cứu các quan gia đặng nhị ngàn ngọn nề. Nam mô Thiện Định Ma Ha Phật, đồng cứu các quan gia đặng we'll be right back.
thầy đã đóng âm hương ngưỡng đợi biệt thân nghe nhà đi đồng hồn hoang ra chung bay cùng đến nghe thầy phát quả chia cho ra tài sản và toàn ho của nhà ví chủ mỗi đồ bày ra thầy đã thì chú án qua phật không chư phật các tòa chúng mình đặt hồn thỉnh pháp văn kinh từ nay khoái nạc siêu di thiên đán hà đường nên nhà thì tam bảo ngự tiền về thiết lai thanh phổ quang hai quả này thầy phát quả chia ra phật mai phật ý đều hòa đem bao đi áo này là áo túc tuy phó cho tín chủ đưa về là ma a mặc vào tuổi tỏ nhìn xuất túc tuy túc tưởng nhân nhân tỏ trường a Thank you.
bản linh hình của chầu các tòa các giá để bái sáng các chư vị tổ sư tông sư nghiệp sư thánh sư thiền sư chư vị vị con bái sáng gia tiên nhật tổ tổ vũ trì thái tổ cao cao định đại tiên linh nhật tổ lãnh tổ tổ tô minh quan văn tướng hợp gia bản linh điện để chúng con để con bái sáng các tự tiên linh nhật tổ cũng là họ vũ nga hợp gia tín chủ con cháu trước đây là cũng đi theo đạo Phật bây giờ là gần tận niên gần đây theo đạo Thiên Chúa thì chúng con gọi là đặt tên là thằng thánh là Du Xe Vũ Văn Doanh và bà Hiền Tê là Maria Vũ Thị Miến thì hợp đồng là ra môn cũng tặng trong tại là bà địa Vũng Tàu huyện Long Điền xã Phú Khương ông Hải Sơn tổng số 12 thành Tân Tế Bắc Tân Thành nghệ cô bản minh chính điện để chúng con tại Nam Định để tỉnh Trực Ninh huyện Trực Thắng xã Xóm Văn hai thay đặt phương đàn để cung trần kính lễ bái sám sư phật sư hiện tin chúa đặng quan quan tình trì kỳ vì gia nội thống chủ chúng con thiểu an tai ương hạn ách thường hành chi diễu hại lại thành thần tổ thiên chúa đặng quan anh minh kính minh tình trì kỳ vì gần gần nguyện nguyện gần các ngày gần đây gia nội thống chủ chúng con có chiếc xe tải mang biển số 72C19544 trong lúc đi ngang vào nhà ga ra xe có gây ra tai nạn cho cháu bú tử từ là Sơn sắp thép bạn mạnh sang canh tính nhưng cháu trưởng thành 3 tuổi hiện nay cháu đang bị chấn thương đa sọ não hiện đang điều trị tại cấp cứu khoa bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh được thiếu chủ cho biết hiện nay cháu xuất huyết não giai đoạn đoán cấp ở nhiều nơi thì chán đa thái dương và chán chẳng thấy tiểu não và hành não lại thật thánh tiên chúa đặng quan đồng ra đến thiếu chủ chúng con vì điều kiện xa xôi không về được có nhờ đệ tử thanh đồng đạo được thanh quang lo này thiết cùng với đệ tử chúng con thiết lập đàn tràng tại bản linh điện để cung trần thánh lễ để bái sám chư phật chư hiền thánh tiên chúa đặng quan trước hết cầu cho cháu giáo thử tiểu đầu Sơn sắp thép cháu được sớm phục hồi bệnh đặc được gặp thầy gặp thuốc được sớm bệnh đã tật tăng bệnh nặng tiêu trừ rồi nhà la môn được các thánh nguyện kỳ thần thánh tiên chúa đặng quan anh minh chứng minh này thì gì kỳ cách đây là 5 năm vào năm Mậu Tuất gia đội tín chủ chúng con có căng đang sửa sửa nhựa sản xuất tại gia trung có thuê công nhân đến để làm và năm Mậu Tuất tháng 7 ngày 4 vào lúc giờ thân đang chân tinh thạch thì thắng nguyên mạnh là nguyên quán ngoại tỉnh Trà Vinh huyện Diễn Châu xã Hữu Hoàng ấp Gà Sai đến nguyên mạnh sinh ngư giáp tuất điên đến làm là tại công ty nhựa gia nội thứ chủ không may mắn cân trọng bệnh gia nội thứ chủ chúng con đưa được cấp cứu nhưng vì căn bệnh trọng vong linh tử nạn hưởng thanh xuân 20 năm tuổi đại nạn vu vào năm Mậu Tuất tháng 7 và ngày 14 một giờ thân trên đường đi cấp cứu của gia nội thứ chủ chúng con có xe biển số 72A41690 được đưa chân linh đi cấp cứu nhưng vì vong linh tử nạn trên xe ô tô cũng vào năm Mậu Tuất chân đang linh đang thiên chúa đạo du xe nguyễn văn nhân nguyên quán tại tỉnh bà rịa vũng tàu huyện long điền thị trấn long hải phố hải hòa tổng số 10 mới đến làm tận này công ty nhựa của gia nội thống chủ chúng con này chân linh là nguyên mạnh sinh canh thì liên cũng sở nhiễm tân trọng bệnh và được gia nội thống chủ chúng con vừa vui cấp cứu đơn vị căn bệnh trọng vong linh tạm thế hưởng thanh xuân 29 tuổi và năm Mậu Tuất tháng 11 ngày 7 lúc giờ ngồi trên xe máy đưa đi cấp cứu tại bệnh viện lại phải thắng thần tổ tiên chúa đặng quan hậu tâm 5 năm đồng ra đến thiếu chủ chúng con nhất tâm tâm năng nghệ vô nên tính điện yên trần để kính lễ để bái sám sư phật chu hiền thánh tiên chúa đặng quan để nhà làm tuần lễ cắt đoạn và giải trừ nghiệp chướng báo chướng giải trừ hung thần ác sát phạm thức luân hồi cầu kiến cho các vong linh nếu mà theo thiên chúa đạo là được tư về với chúa mà theo đạo phật thì được phật quốc tây quy thường sinh trên đường độ trì cho gia nội thánh chủ chúng con làm ăn mọi công mọi việc được đắc lộc và đắc tài sở cầu gia nội thánh chủ chúng con là phật thánh thiên chúa đặng quan thế chủ rồi hai cháu nam nữ tử đi xin đi làm thủ tục đi du lịch tại đất nước Úc rồi cũng xin làm thủ tục định cư tại nước ngoài rồi làm ăn buôn bán tại bản địa đất độc và đất tài lại phải thánh thiên chúa đặng quan anh nên ra đổi thống chủ chúng con trước đây có là mua đất để tạo dựng cuộc sống nhưng vì điều kiện hiện nay xin được chuyển nhượng thửa đất số 119 tờ bằng đồ số 51 tại xã Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích là 1408 m2 và thửa đất số 2 này
là số 77 bản đồ số 25 tại ấp 2 xã Bắc Yên, diện tích là 1.008 m2, và cửa số 3 là cửa 94. Tờ bản đồ số 25 với diện tích là 10.036 m2, và thánh thiên chúa đảng quan để các chủ có nhu cầu đến để liên hệ. Thời gian đội thiếu chủ chúng con cũng là phát giá ban đầu là số tiền là 15 tỷ, và thánh thần tổ thiên chúa đảng quan anh linh chính chủ chúng con xin được chuyển nhượng các mảnh đất để lấy tiền trước hết là trang. Cuộc sống rồi lấy tiền làm thủ tục cho mẹ con các cháu đi ra định cư tại nước ngoài, vẫn thì phải cảnh thiên chúa đặng quan anh linh chứng minh vì điều kiện gia nội chúng chủ không về được, có nhờ đẻ để chúng con lễ thay cho gia nội lễ chủ từ sáng đến giờ đẻ để chúng con cùng với anh em pháp sư pháp quan để thiết lập đàn tràng tại bản linh tính điện đăng đàn đảnh lễ dĩ sử viên thành cho đẻ để chúng con đồng ra xin tạ lễ đàn duyên huyện thủy chư phật và chư hiền thánh thiên chúa đặng quan thiên phủ hoàn quy thiên địa phủ hoàn quy ninh các sứ hai hoàn bản vị độ trì cho đồng ra lễ thí chủ chúng con nhất tâm đính lễ được sở nguyện lòng tâm để cầu chi được như ý được con nam mô a di đà phật và con nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đà phật lão tôi say nhưng lão tôi vẫn còn nhớ sách vua thần nông người dài thấy cày cũng vì bởi thương dân đói khát đời yêu thôi tiền là mang cũng bởi chứng thực tốt binh cường nào những người tranh bá đồ vương cũng phải lấy miếng ăn làm chưa ấy đâu thì não để bị quỳa sông nước già lòng không có mạnh chi già miệng thế gian vừa mới nói ra hễ có thờ thì mới vượt được đạo anh em ơi tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? À, không xưng danh thì ai biết cụ là ai ạ? Ây lão tôi đây là khách ở Tây Thiên, rước khách sang sông Phật, đường tăng đứng mũi phàn tiếp dẫn, còn lão tôi đây cầm chắc mái con thuyền. À mai, còn thiếu chút chân xào tôi chưa gọi kịp, việc đặng hồn về quá vội đêm nay, ở đây có chú chân xào chân hót nào cho tôi mượn một cây hợp sức cùng lão để chuyến đò hoàn hết có đấy của thôi có đi chẳng đi chỉ vì ván nát còn thuyền thì long tanh tôi sợ đi mưa gió chẳng thành nhờ đồng ra lễ chủ hợp sức cùng thầy trò chúng tôi sửa thuyền cho chắc chắn anh em ơi tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng thì ai biết anh là ai? Ấy là trời cao lòng đất rộng bao la chính thực tôi tên gọi chân xào việc kéo dây thì bước thấp bước cao việc trèo trống một mình tôi cũng đã ấy ai đã chào cụ à chào cháu thế tu là làm chân xào cho tôi đây thì hư đã đưa bộ con ạ thế chú đứng ra đằng xa kia trông người chú xem có làm được hay không trông người chú cũng đỡ béo đi nhỉ đã đưa bộ đỡ béo thế thì mới vượt được sóng nước sông hải hà chú à à mà này sao tôi trông cổ chú cao như cổ ngỗng ấy đã đưa bộ cổ cao như cổ ngỗng thế thì mới vượt được sóng nước sông hải hà chú à ra thế ra thế thế lão nói để chú biết đêm nay có một chuyến đi đò rước vong linh tiên tổ vũ gia tiên tổ tài đất bà rịa vũng tàu về nơi tây phương cực lạc ông con ta cùng hợp sức nào bắt đầu thiền ở nghĩ nói như ra này ai ơi thiền ở nghĩ nói như ra này trèo
chốn sông mê, thuyền lên con